Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, điểm trung bình thi trong phổ thông quốc gia năm 2019 tỉnh Hưng Yên là 5,24, đứng thứ 41 toàn quốc. Môn toán Hưng Yên dẫn đầu cả nước có nhiều bài thi đạt điểm 10 nhất trong đó có 11 bài thi đạt điểm 10 ở các môn giáo dục công dân, toán, lịch sử và sinh học. Đặc biệt, Hưng Yên dẫn đầu cả nước về số thí sinh đạt điểm 10 môn toán. cả nước có 12 bài thi đạt điểm 10 môn toán, trong đó Hưng Yên có 4 thí sinh đạt điểm 10 là Nguyễn Trung Kiên trường trung học phổ thông Ân Thi, Nguyễn Đức Trung trường trung học phổ thông Mỹ Hào, Trần Quỳnh Hương trung học phổ thông Trương Vương và Nguyễn Ngọc Bảo trung học phổ thông Văn Giang. Em Nguyễn Danh Tiến, trường cho phổ thông Trần Hưng Đạo là một trong 7 thí sinh cả nước, có hai bài thi đạt điểm 10. Chiều 15 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho các thí sinh đạt tỷ lệ 91,87%, trong đó các trường trung học phổ thông công lập đạt 96,13%, ngoài công lập đạt 76,34% và giáo dục thường xuyên đạt 78,4%. Sau khi biết điểm thi, thí sinh có thể nộp đơn yêu cầu phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi từ ngày 14 đến hết ngày 23 tháng 7.